Chào mừng các bạn trở lại với Auto Việt Nam. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đi sâu vào chi tiết xem chiếc xe Kia Cerato thế hệ mới có những điểm gì nổi bật để cạnh tranh với các đối thủ ở trong phân khúc, đặc biệt là so với Mazda 3. Để đến với bản tin số 26, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để nhận được những video clip mới nhất của chúng tôi nhé. Xin chân thành cảm ơn. Hiện tại, Kia Cerato phiên bản nâng cấp ra vòng đời đã được ra mắt tại Hàn Quốc với hai biến thể là Sedan và Hatchback GT. Với tên gọi khác là Kia K3 ở tại thị trường Hàn Quốc, Kia Cerato 2021 phiên bản nâng cấp ra vòng đời hiện tại chưa được công bố mức giá bán cụ thể chi tiết trên từng phiên bản. Tuy nhiên, theo như chúng tôi phỏng đoán, mức giá có thể xem so với phiên bản tiền nhiệm. Theo thông tin đến từ các trang báo nước ngoài, thì Kia Cerato mới lấy cảm hứng thiết kế từ mẫu xe ô tô điện đầu tiên của Kia mang tên EV6. Chính vì lẽ đó mà phiên bản mới có thiết kế hiện đại và tương lai hơn rất là nhiều. Điểm nhấn rõ ràng nhất mà chúng ta có thể liệt kê ngay ở phần đầu xe đó chính là giải đèn LED chạy vào ban ngày, kiêm đèn xi nhan báo rẽ trông rất giống với mẫu xe Kia EV6. Giải đèn LED này có thiết kế 6 vạch kẻ nằm ngang ở mỗi bên, đem tới không khí mới lạ và phá cách cho thiết kế ở phần đầu xe. Bên cạnh đó, cụm đèn chiếu sáng cũng được làm theo dạng mảnh, chính vì lẽ thế mà giúp cho phần đầu của Kia Cerato trông rất dữ dằn. Ngoài ra, logo mới của Kia cũng đã xuất hiện ở trên phiên bản Cerato 2021. Ở phần vị trí trung tâm thì phần mặt ca lăng lưới tản nhiệt của xe có thiết kế hình mũi hổ đặc trưng trên Cerato mới, cũng được thiết kế nhỏ nhắn và gọn gàng hơn so với phiên bản cũ. Quay sang phần thân xe thì mẫu xe mới của Kia được trang bị một bộ la răng, có khả năng kích thước xe vẫn được giữ nguyên so với phiên bản cũ, tuy vậy thì cách tạo hình cũng mới mẻ và trông rất ấn tượng. Như tôi đã chia sẻ ở phần phía bên trên thì Kia Cerato 2021 được lấy cảm hứng thiết kế từ mẫu xe điện Kia EV6. Chính vì lẽ thế mà phần đuôi sau của mẫu xe này cũng có khá nhiều những cái điểm nhấn nổi bật. Ví dụ như là cụm đèn hậu phía sau cũng được sử dụng những giải đèn LED đứt đoạn hình kẻ vạch, có thiết kế tương tự với phần chi tiết đèn chiếu sáng ban ngày nằm ở phần phía đầu xe. Cá nhân tôi thì tôi rất thích cái phong cách thiết kế của Kia Cerato, ngay kể cả ở trên phiên bản cũ đang bán ở tại thị trường Việt Nam. Phải nói rằng các xe đến từ Hàn Quốc rất chịu khó thay đổi và nâng cấp cho các mẫu xe của mình. Điều đó càng được thể hiện bằng việc nếu như các bạn bước vào bên trong khoang nội thất xe, điểm mà khiến chúng ta phải chú ý tới đầu tiên chắc chắn phải nhắc tới đó là cụm màn hình thông tin giải trí và cụm đồng hồ Tableau đều có kích thước lên tới 10,25 inch, thay thế hoàn toàn cho màn hình cảm ứng 8 inch trước đây. Các nút điều khiển hệ thống thông tin giải trí được chuyển vào màn hình trung tâm đặt đổi bên trên Tableau xe. Trong khi đó, phanh tay cơ học đã biến mất đi vào dĩ vãng mà thay vào đó là phần nút bấm phanh tay điện tử. Nhìn chung, cá nhân tôi cho rằng quả thực các bạn sẽ rất khó có thể tìm kiếm được những điểm chê về những cái nâng cấp mới ở trên phiên bản này. Và nếu như mang ra để so sánh với Mazda 3 thì Kia Cerato vẫn có phần lấn lướt hơn khá nhiều so với đối thủ đến từ thương hiệu Nhật Bản. Chưa hết, Kia Cerato 2021 còn được nâng cấp hệ thống hỗ trợ lái bán tự động cấp độ 2 trên xa lộ, kiểm soát hành trình chủ động, hỗ trợ giữ làn đường, phát hiện người đi bộ và xe đạp, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo mở cửa và nhắc nhở hàng ghế sau. Về khả năng vận hành thì phiên bản 2021 sẽ được sử dụng khối động cơ Smart Trim thế hệ mới, mã là G16MPI, sản sinh ra công suất là 121 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 154 Nm, đi kèm với cụm hộp số CVT và hệ thống dẫn động cầu trước. Biến thể Hatchback GT sẽ được trang bị động cơ tăng áp, sản sinh ra công suất là 204 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 265 Nm, đi kèm với cụm hộp số 7 cấp ly hợp kép. Cá nhân tôi cho rằng với khối động cơ mới, nhất là phiên bản sử dụng động cơ Smart Trim, Kia Cerato cũng khá là vượt trội so với khối động cơ 1.5 lít sản sinh ra khoảng tầm 110 mã lực của Mazda 3. Còn nói về phiên bản Hatchback GT sử dụng động cơ tăng áp sản sinh ra khoảng 204 mã lực mà so sánh với khối động cơ 2.0 lít sản sinh ra khoảng tầm 153 mã lực đi kèm với cụm hộp số 6 cấp của đối thủ. Về mặt thông số kỹ thuật thì một lần nữa Kia Cerato cũng tỏ ra lấn lướt hơn rất nhiều so với Mazda 3 mà hiện tại chúng ta chưa cần phải tính đến việc trải nghiệm thực tế. Vừa rồi là những phân tích và so sánh nhanh của Auto Việt Nam về chiếc xe Kia Cerato 2021 mới ra mắt tại Hàn Quốc. Xin được cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.